Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em phân tích bài thơ Mùa Hoa Mận của Chu Thủy Liên. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải các tài liệu liên quan đến bài thơ này. Trên video là bài phân tích hay nhất. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Với người dân vùng núi Tây Bắc, sắc trắng của hoa mơ, hoa mận không chỉ là tín hiệu của mùa xuân mà còn là tín hiệu của quê hương. Với những người xa quê chỉ nhìn thấy sắc trắng hoa mơ, hoa mận qua hình ảnh trên TV, báo đài thôi cũng thấy xao xuyến và bồi hồi khó tả. Bài thơ Mùa Hoa Mận được tác giả Chu Thủy Liên sáng tác đúng tháng Chạp năm 2007 đã thể hiện nỗi nhớ sâu sắc về quê hương, buôn làng của những người đi xa thông qua sắc trắng quen thuộc đó. Bài thơ có 3 khổ thơ, mỗi khổ thơ đều bắt đầu bằng hình ảnh hoa mận nở trắng muốt, cảnh mận bung cánh muốt. Sắc trắng tinh khôi của hoa mận nở khắp vùng trời Tây Bắc dường như chính là tín hiệu của mùa xuân. Và cũng từ đây, nó là cái cớ để nhà thơ tuôn trào những cảm xúc về quê hương mình. Dưới tán mận, dưới sắc trắng tinh khôi của hoa mận, toàn bộ sinh hoạt bình dị của dân làng hiện ra, thân thương mà thiêng liêng làm sao. Cảnh mận bung cánh muốt, lũ con trai háo hức chơi cù, lũ con gái rộn ràng khăn áo, bóng bay nâng ước mơ con trẻ. Vui nhất và háo hức nhất khi mùa xuân về chính là lũ trẻ nhỏ. Chúng rộn ràng sung sướng vì được mặc áo mới, được chơi những trò chơi dân gian mà không sợ cha mẹ mắng. Con trai thì háo hức chơi cù, con gái thì rộn ràng khăn áo. Niềm vui ấy như lan tỏa sang cả không khí xung quanh. Các từ láy háo hức rộn ràng khiến ý thơ tươi vui rộn rã, dường như ta thấy được nụ cười trong trẻo của lũ trẻ. Dường như cảnh mận cũng đã cùng vui với lũ trẻ, chứng kiến bao ước mơ và theo con đường trưởng thành của chúng. Cảnh mận bung cánh muốt, giục mẹ xốt sang lá gạo, giục cha vui lòng căng cánh nỏ, giục người già bàn hối hả làm đu. Không khí thật nhộn nhịp, tất bật và khẩn trương. Dưới tán mận, mẹ vội vàng rửa lá, ngâm gạo để chuẩn bị thổi xôi, làm bánh cúng tổ tiên, mong mỏi một vụ mùa no ấm. Cha đi căng cánh nỏ, người già hối hả làm đu để chuẩn bị cho những trò chơi dân gian vào năm mới. Động từ dục xuất hiện liên tiếp ở 3 dòng thơ, dục mẹ, dục cha, dục người già. Tất cả gợi một không khí thật khẩn trương, rộn rã, tưng bừng. Cả buôn làng từ già đến trẻ đều đang háo hức phấn khởi chờ đón một mùa xuân mới về. Cảnh mận bung cánh muốt, nhà trình tường ủ hương nếp, dục lửa hồng nở hoa trong bếp cho người đi xa nhớ lối trở về. Trong những ngôi nhà truyền thống, mùi hương nếp tỏa ra thơm lừng, dân làng thổi xôi làm cơm rượu nếp, ủ men lá thịt lợn làm bánh. Căn bếp không khi nào hết ánh lửa bập bùng. Không khí thật ấm cúng hạnh phúc làm sao. Tác giả thật tinh tế khi viết dục lửa hồng nở hoa trong bếp, khiến chúng ta cảm nhận được hương vị của mùa xuân đã lan tỏa khắp các ngõ ngách của buôn làng. Màu trắng của hoa mận, cánh trắng tinh khôi, sắc trắng bao trùm cả những con đường, ven suối, bản làng, làm cho quê hương đẹp hơn. Chính màu sắc ấy cũng dấy lên trong lòng những người xa quê cảm xúc bồi hồi, nhớ thương da diết. Ai đi xa chẳng mong trở về, nhất là khi năm mới đến, con người ta lại càng da diết với nỗi nhớ quê hương hơn. Hoa mận như là hoài niệm, như là tín hiệu, dẫn lối con người ta trở về với quê hương, nơi ta sinh ra và gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ. Bài thơ có 3 khổ, viết theo thể thơ 5 chữ, không gieo vần, không nặng nề về hình thức. Mạch cảm xúc của nhà thơ chi phối đến mạch chung của bài thơ. Bằng những nét vẽ tinh tế, nhà thơ đã giúp bạn đọc cảm nhận được vẻ đẹp cùng không khí rộn ràng của quê hương vào những ngày xuân sang. Qua đó dấy lên trong lòng mỗi người tình yêu tha thiết với nơi chôn nhau cắt rốn. Hết bài phân tích. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.